thấy xưa phụng hoàng hiện trên bầu trời thấy vậy, thấy rõ vậy luôn á, mà bây giờ 1-2 năm qua cái người ta cũng quên, thấy chúng sanh vô minh không. Cho nên mình nói là nhiệm vụ con truyền tin xong cũng mãi, con mà không lên mạng chừng 4 năm tịnh của bà, con không chịu hành đọc kinh, không hành nhớ về cha nữa, nên giờ phải chịu xào. Nhưng mà chịu xào lâu lâu á, mình cũng phải take break từng đúng không? Liên tục quá. Phượng Hoàng xuất hiện trên bầu trời Việt Nam. Giống nhà qua có kể chuyện chị lúc bà sống ở lên núi mình mấy năm á, không có tin. Mày làm gì hả? Tưởng như ngày qua chết rồi cái hồn á, bay về núi. Mới biết. Thì ai muốn biết mà có thành ma đi tự nhiên sẽ biết à. Khi mà ngủ á, nhà sư phụ thấy tự nhiên cái hồn mình nó xuất ra đó, thì lúc đó phải làm sao nhỉ? Xuất ra thấy bay bổng ở trên không đã mà cái... Dạ. Bay hả? Bay đi đâu? Chưa bay đi xa lắm, nhưng mà chỉ thấy sợ quá, rồi cái niệm chú không có gì đâu phải sợ. Nhiều lúc mình là cô tiên mình xuống trần á, mình còn nhớ được cái tập khí của mình á, mình bay, việc ngủ là chỉ thấy việc bay không à, đó là chuyện bình thường. Đó là những người trên cõi trời xuống là thấy mình bay, còn cõi địa ngục đi lên nó không bao giờ có những giấc mơ mà bay nha, họ chỉ có những giấc mơ hung hăng dữ quýnh lộn được không. Còn ở là những cái nơi cảnh giới nào là cái tập khí họ có những giấc mơ đó. Mình ai mà có những giấc mơ bay là mình trên trời vừa xuống, cái mặt vô giống trên trời vừa xuống, cũng tức tỉnh đó. Bởi vì mấy cái người mà khôn á, người ta nói là ở cõi trời xuống không à, mấy ta nói chuyện trên trời đúng không, thì cũng là đúng á. Cô này mỗi lần nói chuyện là hỏi quá trời luôn, trên trời xuống. Ở đây mình sẽ sắp có hai chư thiên đầm đó với cái bác mà xe lăn á. Vậy theo bữa giờ cũng lâu rồi phải không, chẳng lẽ đi mai mốt phải độ về trời. Bây giờ trước mặt đây nè, trước mình cứ nghĩ đây là phán quan Vinh Dương. Giờ bác Ngư có bao nhiêu tội lỗi trong đời cứ khai hết, xuống Vinh Dương ông sẽ không có xử. Hôm nay mình nói thiệt, đây là cơ hội á, cầm microphone lên khai tôi làm bao nhiêu tội, tôi làm chuyện gì, tôi giết bao nhiêu người, tôi hại bao nhiêu gái mất trinh, khai hết. Để cho ông Diêm Dương ổng không có còn quyền nhiễm xử. Ở trên đây đó bao nhiêu phán quan xử hết rồi. Ở đây ba cũng được rồi. Thưa quý vị, sư phụ đã biết biểu thì phải dân lệnh. Hai tội hết. Tôi lớn lên trong cái hoàn cảnh rất là nghèo. Đôi khi tôi muốn vô ăn cơm chùa để tôi tiếp tục tôi tu lên đại học để báo hiếu cha mẹ. Lúc nhỏ tôi khổ lắm quý vị. Ước mơ một cái rơi, một cái bộ quần áo mới mà chết mà 3 năm không có được ước mơ. Nó vất vả lắm. Rồi cuối cùng tôi cố gắng làm sao để báo hiếu. Cái hiếu là quan trọng nhất. Muôn việc làm thiếu thảo đứng đầu, ngàn việc giữ tài dân đứng trước. Thật ra tôi cộng cái hiếu đó mà tôi bằng mọi cách tôi cũng vượt khỏi cái trung ngọt của lên đại học. Đôi khi nhiễm dọc nó bắt tôi nó nhiều lắm. Có khi tôi muốn vô chùa ở để dùng cơm chùa mà làm ra tiền để báo hiếu cha mẹ. Cái kế đó khi mà tôi đã đang dạy học thì tổng đồng viên, cho nên tôi phải vào quân ngũ. Thì lúc đó sự thật tới giờ này tôi không khóa trên một cái cô gái nào hết. Bởi vì sao? Vì tôi sợ là mang cái nhân quả. Bởi vì lúc 4 tuổi là tôi thường lại tổ đình của thầy lắm, nghe những câu chuyện mà Đức ông kể là nhiều đồng đạo cao niên rồi kể chuyện, nên tôi rất là sợ cái gì đó. Và tôi biết niệm Phật từ lúc tôi 7 tuổi. Cái thứ hai nữa là tôi không dám mà cưới vợ. Thưa quý vị, vì mình vô việc quý vị rằng là hàng ngày ngủ. Ok,
đây kể tội thôi chứ không phải là kể chuyện. Này, kể tội thôi. À. Chuyện nó dài lắm. Dạ thưa, tôi muốn nhắn lại, tức là khi mà tôi lên qua đại học rồi đó, nhưng mà tôi kỹ cái gì, cử nhân lũng. Bởi vì sao? Tôi học mất 3 năm đại học à. Rồi cái tổng tham viên tôi mới vào lính. Theo cái lệnh đó thì 4 năm được trả về quân ngũ, nhưng mà tôi ở lại luôn bởi vì cái nhà binh, cái dữ liệu nó hợp với cái tác tôi đó. Cho nên tôi không chịu vậy mà tôi ở luôn trong nhà binh. Thì trong lúc đó thì tôi đánh trận đó thật, tôi cũng chưa giết ông Việt Cộng nào. Là bởi vì sao? Tâm tôi là lấy người Việt với người Việt tại sao mà chiến đấu với nhau? Vì ý thức hệ, cái đó tôi làm ý, tôi hiểu. Nhưng nó lương tâm tôi không được phép cho giết. Bữa đó bốn cái chú Việt Cộng là chạy về hướng tôi, chốt tôi còn đại một trưởng. Thì cái anh mà đại trưởng với tôi là anh Trung Quý Bà đó, nó ấy ngữ chạy qua toa bốn thằng Việt Cộng đâu, nó đâu có. Thì đợt tôi phát bị rồi, tôi biết nó xuống hầm, nhưng mà phải tại sao mà chạy đây? Tôi sợ mẹ tôi chưa bị tan bom đạn. Tôi nghe nó tiếng mẹ rồi tôi bắt đầu tôi thông tha, tôi bay đi. Tôi chỉ nó xuống hầm. Tôi cứ nói chết tôi không có biết. Dạ, bởi vì cái biết tại sao miền Bắc chiếm được miền Nam là việc Việt Cộng nó dám giết dân Việt mà không có biết suy nghĩ. Còn cái ông này á, ông biết suy nghĩ cho nên cuối cùng ông thua, ông chạy có cờ qua Mỹ. Giờ cuộc đời tôi đến giờ này, thưa sư phụ, tôi chưa có làm cái gì trái lương tâm á. Chưa có hả? Dạ. Cái đó không biết nha. Không có lời nói thật, sư phụ, bởi vì tôi biết đạo rồi, tôi phải có cái lương tâm của con người, nên tôi không phạm cái đó. Dâm nói gì nha. Ví dụ ngày mai cô bạn đến ở bển một đống mấy mà thằng chức sân thao mà làm có lỗi với dân tộc thì giao cho bác Ngân làm cái chức xử mấy ổng và tòa án á, xử bác Ngân không có xử mấy ổng làm sao? Xử ổng là kẻ nào không? Xử chết hay xử tù hay là xử làm sao? Hay đưa cho ổng bó cây đánh góp? Muốn xử kiểu nào? Dạ, mình nói giả sử gì đó. Giả sử thì nay tôi cũng giả sử với sư phụ. Có nghĩa là đi giao cho nhiệm vụ đó, rồi tôi lập cái hội đồng cổ lão. Đã nói là hội đồng có hết rồi, ông là người cuối cùng á. Cuối cùng á. Ừ. Trước khi tôi xử á, yes, tôi dựa vào cái đạo đức lương tâm con người. Giả sử sao nó? Giả sử kiểu nào? Một là cho ba phát đạn. Không. Hai là đi giao tù gục xương. Ba là đưa bó sân góp. Xử kiểu nào? Vậy thì tôi sẽ xử bằng cách á là hội đồng bộ lão họp lại để cho tôi cái đã nói ông là chú trùng của hội đồng bộ lão này. Ông là xong hết á. Như vậy thì tôi biết có quyền quyết định liền. Ừ, vậy thì nhưng mà tôi phải trình qua chi bộ để chi bộ. Cái cũng nói cũng vậy, chi bộ là trên thế giới đâu rảnh. Ông nói vậy là mình biết cái lòng ổng là biết xử người ta ba viên đạn tại đâu mà dám đưa cái sân bóng đó. Thôi, không có đỡ ông xử được. Ông mà xử là cha nhăn mặt liền đó. Nói chư Phật nhăn mặt, không được. Khi nào mà để cho là ông nói không được đó không? Nhưng mà có cái tôi làm được. Vậy? Tức là tôi nói chuyện với họ bằng tâm lý, bằng tình lương, bằng cái đạo đức. Mà nếu họ vẫn cấm thì nó tôi sẽ giết à. Tại vì quá cái lương tâm của con người đó quý vị, quá cái nhân đạo của một cái nhân đạo của con người rồi. Những người đó đi chưa vụ liệt vào hạng ngày cầm ở đó. Nó nói đại là nói ông là của hình sử cuối cùng. Gặp người ta mà đã biết được cơ trời, đã bao nhiêu nay nghe clip thì là lấy ân báo quán thì đưa cho ổng một bó sân góp với một cô gái đẹp đẹp chừng hai mấy tuổi. Thì đó đi chết sớm còn hơn là ba viên đạn nữa. Trời ơi, xử dễ ợp. Thương cô gái đẹp mà không biết bó rồi cho mày hưởng đi. Mà người thế gian không có quyền xử thế gian, để cho luật nhân quả, để cho mấy gì xử.
đó là sự thật. Cái đó cũng dễ quá. Bởi vì tôi dựa vào cái điều chưa là muốn giải với Sư Phụ thì tôi thực hành theo. Nghĩa là mình đã nói là cái khâu đó là giao cho ông. Giao nhưng mà tôi không có nợ với người. Khi nào nó quá sức á, tôi nó ví dụ kêu vô tôi gặp riêng tôi để tôi tùy theo cái đó mà tôi có cách tôi giải quyết. Nhưng mà nó vẫn chống, nó vẫn chửi tôi thì chắc tôi phải chửi nó. Tại vì hết vấn đề rồi. Dựa ngoài cái tin tưởng của con người biết đạo là quý vị phải xử. Thì nó tôi bắn đó. Tại sao mà khi mà con người đầu thai xuống trần gian mà không nhớ tất cả gì những gì trên trời, như là Phật xóa hết ký ức để cho mình có cuộc sống mới ở dưới đây, đó là tại sao? Tức là để cho mình nhớ hết hả? Nhớ hết, đâu có học làm gì nữa, đâu cần phải học. Nghĩa là khi là đầu thai xuống trần gian mà mình Phật xóa hết tất cả ký ức, không cho mình nhớ là những cái chuyện gì của ngày xưa. Mình phải vào vô mà đi vô lớp vô học mà vô có vô biết được vô thẻ đậu điểm A rồi có cái bài thi sẵn thì còn đi học làm gì, mình xuống đây mình học mình mới quên chứ, hiểu không? Chứ biết rồi xuống đây làm gì nữa, đâu có chuyện đó. Vô trong một cái trường học là coi như là mình không biết bài thi, mình không biết bữa nay ra đề gì, còn nếu mình biết còn gì để nói, nó là vậy. Thẳng đồ bàn hả? Hôm nay mới thẳng đồ bàn quá.